Xin kính chào tất cả các quý khán thính giả thân yêu của dòng chảy cuộc đời. Quý khán thính giả thân mến, con người luôn luôn lựa chọn những thứ mà mình yêu thích và những thứ mà mỗi người yêu thích lại rất giống với tính cách và bản chất của họ. Cho nên, nhìn vào đồ ăn mà một người lựa chọn, người ta có thể đoán biết được nhân cách của người đó. Ăn cơm không chỉ vẹn vẹn là ăn cơm, mà ăn cái gì, cách ăn như thế nào cũng sẽ thể hiện ra nhân cách của một người. Loại nhân cách này cũng chính là một loại giáo dưỡng. Vì vậy, khi bạn muốn tìm hiểu và đánh giá nhân cách của một con người, bạn hoàn toàn có thể dựa trên những biểu hiện ăn uống của người đó. Hãy cùng dòng chảy cuộc đời nhìn nhận nhân cách của mỗi người thông qua cách họ ăn uống nhé. Thứ nhất, người ăn quá nhanh. Người ta thường nói, người ăn quá nhanh thường là người vất vả, vội vàng. Trong cuộc sống, dù bận rộn hay không, họ cũng ăn một cách nhanh hơn bình thường. Về cuộc sống, người này cũng chu toàn. Họ ăn nhanh để dành thời gian lo cho những việc khác nữa. Cuộc sống của người này về sau có giàu có an nhàn thì lúc nào cũng tất bật, nhìn không thấy sự sung sướng, thong thả. Thứ hai, người ăn quá chậm. Người nào ăn quá chậm chứng tỏ họ đã là người sướng từ trong trứng nước, hoặc tính tình cũng vô tư, vui vẻ, thong dong. Người xưa thường nói, người chậm chậm về sau sẽ an nhàn, không phải khổ, không ôm việc, việc gì cũng không đến tay họ. Cuộc sống xưa kia chắc chắn sung sướng, được cưng chiều. Tuy nhiên, xét về nhân tướng học, người này khó tự lập hay dựa dẫm người khác, không thể nào tự lo cho bản thân vững vàng như những người ăn nhanh. Họ cũng có tính thoải mái, vô tư, bao dung và dễ bị người khác lợi dụng, lừa gạt. Ăn nói nhỏ nhẹ, tình cảm là cách mà họ truyền đạt thông tin đến người khác. Họ cũng không có tài năng quản lý tài chính. Làm việc gì cũng hao hụt, tương lai giàu sang là một việc khá khó khăn. Bản thân họ cũng không quá kỳ vọng vào sự giàu sang hay mơ ước cao xa, mà chỉ mong bình an, yên phận. Thứ ba, người ăn nhai nhóp nhép. Những người này thường là những người kém cỏi trong cuộc sống, thiếu ý chí và lòng kiên định. Những câu chuyện họ kể thường mang tính khoe khoang về bản thân, khoác lác, nói chuyện không suy nghĩ trước sau, chính là những nhược điểm lớn nhất của những người có kiểu ăn này. Bên cạnh đó, cách làm việc của họ cũng không chuyên nghiệp, không có nguyên tắc, là người nhút nhát, không dám chịu trách nhiệm trước những gì mình làm. Chính vì thế, những người này thường có ít bạn bè thân thiết xung quanh. Thứ tư, người khi nuốt thức ăn phát ra tiếng ừng ực. Đây là những người tuy thông minh và khá lanh lợi. Tuy nhiên, những người này lại không có tố chất phù hợp để làm lãnh đạo và điều hành công việc, vì cách làm việc của họ không khoa học, thường làm việc tùy tiện, không có nguyên tắc và quy củ rõ ràng, là người thường xuyên đưa ra các ý kiến đánh giá, tranh luận rất sôi nổi trong các buổi họp. Thế nhưng sau những câu nói đó, sẽ dường như là sự bỏ quên. Những lời hứa nói ra chỉ là nói suông, không bao giờ được thực hiện. Là một kẻ ba phải, không có chính kiến cá nhân. Thứ năm, người vừa nhai thức ăn vừa nói chuyện tào lao. Đây là mẫu người hồ đồ, không phân biệt công minh, lại dễ nổi nóng. Khi gặp chuyện không vui đối với bản thân, họ thường giận cá chém thớt, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Trong công việc, họ là người không đáng tin cậy, bản thân lại thiếu nghị lực nên không gặt hái được thành công. Ngoài ra, đây là kiểu ăn được coi là không lịch sự, lại mất vệ sinh.
Nói chuyện khi đang ăn rất dễ làm nước bọt bắn vào thức ăn, thậm chí có thể làm bắn thức ăn sang người khác. Thứ sáu, người phồng má trợn mắt khi nhai thức ăn. Những người này không những có cách ăn xấu mà tính cách của họ cũng không mấy tốt đẹp. Tính cách vừa khó ưa lại rất hay nóng tính, thậm chí thô lỗ, cố chấp và ngang biếng. Bạn hãy cẩn thận khi tiếp xúc với những người này, bởi không may bạn làm gì trái ý họ thì họ sẽ nổi trận lôi đình. Chuyện con kiến cũng biến thành con voi. Hãy nên cẩn thận nhé. Thứ bảy, người nghẹo cổ rồi mới nuốt thức ăn. Tính cách của những người này cũng rất nóng nảy, là người không biết nhìn nhận, đánh giá sự việc. Khi làm việc thì qua loa, đại khái cho nhanh xong việc. Luôn thích được người khác khen ngợi, thích nhìn thấy mặt tích cực của sự việc, còn không dám đối diện với mặt tiêu cực. Thứ tám, người vừa ăn vừa liếm môi. Những người này có tính cách thất thường, lúc vui, lúc buồn. Thế nhưng sức khỏe của họ lại rất tốt. Khi làm việc, chỉ làm âm thầm, dành hết tâm huyết của mình vào công việc để hoàn thiện tốt. Tuy nhiên những người này lại kém trong lối diễn đạt ý kiến của mình và đánh giá công việc mọi người xung quanh. Họ thường coi trọng vật chất hơn cả. Thứ 9, người cắm đầu cắm cổ ngồi ăn. Những người này thường cần cù và chăm chỉ, có sức bền và nghị lực kiên cường. Tuy nhiên, nhược điểm của họ chính là không biết lắng nghe ý kiến của mọi người, ngoan cố và bảo thủ, làm việc thiếu linh hoạt, không biết tùy cơ ứng biến để đạt được thành công. Thế nhưng cũng chính nhờ sự chăm chỉ đó mà vận thế sau này của những người này sẽ tương đối tốt. Thứ 10, người ngậm miệng nhai, không nghe thấy tiếng. Người này có tính cách cẩn thận, luôn suy nghĩ trước sau trong mọi việc. Làm việc rất có nguyên tắc, bài bản và rõ ràng, không sơ hở hay thiếu sót. Là một con người cống hiến hết mình cho công việc, thế nhưng lại không lấy công việc để làm mục tiêu để ganh đua với người. Tính cách khá nhút nhát, e dè. 11. Người ngồi ăn, mặt hơi vểnh lên. Nhìn tư thế này, chúng ta cũng ít nhiều đoán được tính cách con người này. Kiểu người này thường kiêu ngạo, ta đây hơn mọi người, nhưng trong công việc thì lại rất giỏi, xử lý công việc nhạy bén, biết ứng biến trong mọi tình huống. Trong mỗi cuộc tranh luận, những người này luôn đưa ra ý kiến của riêng mình. Đôi khi họ khá cố chấp và bảo thủ. 12. Người ăn uống hay bị rơi vãi. Người có tướng ăn này thường là người hay nói linh tinh, tâm tính cũng không ổn định. Trong cuộc sống, họ thường không quyết đoán, không bao giờ có chính kiến để đưa ra những quyết định rõ ràng. Cuộc sống của họ cũng có nhiều vấn đề, nhất là không bao giờ ngăn nắp, gọn gàng. Về hình thức, người này không thể nào thu hút được đối phương. Chuyện tình cảm của họ cũng không được như ý vì tính tình hay thay đổi, không coi trọng chuyện gì hết. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể phần nào hiểu được một người qua thói quen ăn vặt của họ. Người thích ăn vặt, không ăn bữa chính. Những người này khi làm việc không quan trọng đến chất lượng, nhưng lại là người hoàn thành công việc đúng thời hạn. Họ hòa đồng, vui vẻ, thân thiện với mọi người xung quanh, ít nóng nảy, đối xử với bạn bè rất tốt. Tuy nhiên, họ không có nhiều bạn thân để chia sẻ tâm sự những nỗi niềm trong cuộc sống, khiến họ dễ rơi vào trạng thái cô đơn, trầm uất giữa cuộc sống này.
Người kén chọn món ăn chỉ ăn thứ mình thấy ngon, gạt thứ không thích sang một bên. Người này thường chỉ biết đến bản thân mình, coi thường những người xung quanh. Để đạt được mục đích của mình, sẵn sàng chà đạp lên người khác không chút đắn đo, suy nghĩ. Họ bất chấp đạo đức kỷ luật, cũng không cần tu dưỡng bản thân, tư tưởng hẹp hòi, chỉ biết đến mình. Người mà loại thức ăn nào cũng ăn. Những người này có tính tình phóng túng, tùy tiện, không coi trọng đạo đức xã hội, chẳng coi ai ra gì, tự phụ và vô lễ, nhiều tham vọng. Tuy là người cởi mở nhưng lại không có bạn tri âm. Người ăn uống rất ít. Đối với người ăn uống ít nhưng cơ thể vẫn phát triển ở mức trung bình là người có lòng khoan dung, độ lượng, sống lương thiện, cởi mở. Họ rất nhiều bạn bè và được mọi người tôn trọng. Nếu ăn uống ít, cơ thể lại gầy yếu, có thể là do thiếu chất dinh dưỡng. Người này thường quá nhạy cảm nên dễ rơi vào tâm trạng ưu tư. Người ăn món gì cũng thấy hợp khẩu vị. Kiểu người này thường có tính cách ôn hòa, dễ thích nghi với nhiều môi trường sống khác nhau, dễ nói chuyện với mọi người và ứng biến nhanh trong mọi tình huống. Ưu điểm lớn nhất đối với họ là có thể tiết chế được cảm xúc của mình, không hay cáu giận, để ý những chuyện vặt vãnh. Người thích thức ăn đang nóng. Đồ ăn nóng thường rất khó ăn. Nếu những người nào thích ăn đồ ăn nóng thì tính cách của họ cũng thường thay đổi và nóng nảy như món ăn vậy. Thích sự hoàn mỹ, thích là người tiên phong, đi đầu trong mọi việc, thích khám phá những chuyện mới mẻ trong cuộc sống. Đa số những người này có tính cách thẳng thắn, dám mạo hiểm. Tuy nhiên, đôi khi lại quá trẻ con. Họ ít có khả năng đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, nên dễ rơi vào trạng thái khủng hoảng. Người thích ăn đồ ăn nguội. Những người này nhìn có vẻ rất ôn hòa và khiêm tốn. Thế nhưng bên trong con người họ lại khá cứng rắn, có ý thức phản kháng mạnh mẽ. Họ là người có tâm tư, tình cảm tốt, giỏi cam chịu những khó khăn, khổ cực. Cuộc sống thiên về nội tâm, không thích khoe khoang mọi thứ với những người khác. Chính lối sống nội tâm mà rất ít người có thể hiểu được con người của họ. Các bạn thân mến, qua thói quen ăn uống của mỗi người, chúng ta hoàn toàn có thể nhìn nhận một phần tính cách của người đó. Hơn nữa, trong xã hội hiện đại, cách ăn uống thể hiện trình độ nhận thức cũng như trình độ giáo dục của mỗi người. Do đó, nếu nét ăn của bạn vẫn còn chưa được đẹp, thì hãy cố gắng tìm hiểu và thay đổi thói quen của mình để có thể trở thành một người lịch sự, cũng như thể hiện sự tôn trọng đối với người xung quanh bạn nhé.